Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Thì hôm nay Khoa đang có mặt ở bên trong tòa nhà S103 để review một căn hộ thực tế về nội thất để cho các anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm. Khoa đang có mặt ở bên trong tầng thấp, căn là 0407 với các anh chị. Căn hộ này là có diện tích là 59m², đó chính là căn 2 phòng ngủ 1 nhà vệ sinh. Đó, đây là căn hộ thực tế luôn và cũng sẽ làm showroom nhà mẫu cho các anh chị và các bạn tham khảo. Nếu mà các anh chị nào có nhu cầu tham khảo tham quan đi được tư vấn thêm thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979676655. Đây là các anh chị. Khi mà chúng ta vừa mở cửa ra đó thì bếp của chúng ta sẽ nằm ở bên phía tay trái cùng với các phòng ngủ. Thì đây là trực diện của chúng ta, đó chính là phòng khách. View thẳng về công viên nội khu rất là đẹp, các anh chị có hồ bơi. Bây giờ Khoa đang đứng ngay chỗ khu bếp của chúng ta. Thì khi nào các anh chị tham khảo sẽ được tư vấn thêm về những cái căn bếp như thế này. Sẽ tư vấn trực tiếp tại đây cho các anh chị luôn. Bếp thì bếp gỗ kệ trên kệ dưới đó các anh chị thấy không, kệ bếp trên kệ bếp dưới của mình thì đó chính là gỗ MDF An Cường, lõi xanh chống ẩm phủ melamin. Còn đá bếp đó chính là đá đen quế nè các anh chị, chúng ta nhìn thấy đá đen quế nha. Còn kính chống cháy cường lực ở đây, sơn màu 8 ly acrylic đó các anh chị. Còn bên phía ngay tay phải của chúng ta đó chính là cái kệ để giày, kệ để giày này các anh chị. Đây kệ để giày của chúng ta ha, đó ngay khu vực phòng khách của mình cùng với bếp. Thì các anh chị là thấy là cái màu, cái nhu màu ở đây là cái màu tối các anh chị, không có sáng. Đây là cái màu khá là tối ở đây. Thì đây là cái căn showroom nên thành ra sẽ chưa làm bếp cho các anh chị nha. Chưa có những cái bồn rửa tay, bồn rửa chén và cái kệ bếp. Cái bếp từ của chúng ta sẽ khu vực ở đây. Bàn ăn của chúng ta đây. Bàn ăn là khung gỗ cao su tự nhiên, sơn PU. Khung gỗ bên dưới nè các anh chị, cái khung gỗ nè, ở đây. Khung gỗ cao su tự nhiên và sơn PU. Rồi mặt đá trắng sứ, phần mây. Đây những cái mặt đá của mình. Kính thì ghế là nệm bọc vải bố, khung gỗ cao su. Đây là các cái bếp ghế của chúng ta. Bọc vải bố nha, khung gỗ cao su đó. Giờ chúng ta tới khu vực phòng khách của chúng ta, đây là sofa nè các anh chị, nhìn rõ cái sofa rất là đẹp nha. Sofa là khung gỗ dầu nệm bọc vải nỉ nhung, cái khung gỗ bên trong của chúng ta là gỗ dầu và vải, đây là vải nhung nè các anh chị, bọc nệm. Còn bàn sofa của chúng ta là bàn mặt là gỗ xoài nha, chân là inox mạ vàng ở dưới, nhìn các anh chị là mạ vàng ở dưới. Còn cái bàn sẽ là gỗ xoài. Đây các anh chị nhìn thấy sàn nhà của chúng ta nè. Sàn nhà ở đây là bên đơn vị chủ đầu tư này là họ sẽ lắp lên luôn, lắp gỗ lên từng khung, từng miếng gỗ và gáp lại nè các anh chị, chứ không phải là gạch giống như ban đầu của chủ đầu tư bàn giao. Thì họ sẽ cách điệu lại cái phòng của họ như thế này, rất là đẹp, nhìn hiện đại nha. Còn đây là cái view trực tiếp, view rất là đẹp nè các anh chị. Những cái căn mà view nội khu á, view nội khu thì tầng thấp sẽ nhìn rất là rõ công viên nội khu, là khá là đẹp nè. Hồ bơi ở khu S1 của chúng ta là có 6 lốc, từ S1 cho tới S7, và đã có quán cà phê ở đây, Milano cà phê ở đây nè các anh chị. Đây thì hầu như đêm nào cũng có các em vui chơi. Bên kia là sân tập thể dục thể thao bóng rổ, đa số là bóng rổ và cầu lông.
Đấy, thì chúng ta nhìn ra cái căn hộ của chúng ta đây ha. Phòng khách nhìn ra rất là đẹp nè. Đấy. Thì tường, các anh chị tường này chúng ta làm cái vân như thế này đây. Thì cảm giác này là sẽ là cảm giác ấm cúng cho cái ngôi nhà của chúng ta hơn. Còn những các anh chị nào mà muốn hiện đại á, trẻ trung thì chúng ta sẽ có thể lắp kính nha các anh chị. Lắp kính sẽ tạo ra không gian mà rất là rộng cho cái căn nhà của mình. Nếu mà cái căn nhà chúng ta chỉ có một phòng ngủ cộng thôi thì chúng ta nên lắp kính ha. Bây giờ chúng Khoa đi vô khu vực phòng ngủ nha các anh chị. Trước khi đi vô phòng ngủ thì chúng ta đã có một cái không gian cái rất là rộng ở đây. Chúng ta có thể làm một cái bàn ngồi làm việc ở đây cũng được nè các anh chị. Tại vì cái nó tầm khoảng 1m6 á. Ở đây. À, khoảng 1m4 ở đây khu vực. Đây, bên tay phải của chúng ta đó chính là phòng ngủ master, phòng ngủ lớn. Thì cái nhà vệ sinh là sẽ bố trí ở ngoài rồi các anh chị, nên phòng ngủ này sẽ không có nhà vệ sinh bên trong nhé. Đây. Giường, đệm, tủ. Đây, chúng ta thấy tủ quần áo này các anh chị. Đó, tủ quần áo thì chúng ta đó là gỗ xoài kết hợp với gỗ tự nhiên vân xoài đó các anh chị, là kết hợp với nhau nhé, chứ không phải hoàn toàn là gỗ xoài hết đâu, 50 xoài thôi. Đây, giường view ra ngoài trực tiếp cũng là xuống hồ bơi luôn các anh chị, nhìn ở ngoài là hồ bơi luôn đó. Và những cái đá mà tường như thế này nè, đó không phải là cái đá nha các anh chị, ốp tường đó chính là nhựa giả đá cộng với nẹp chỉ vàng. Chúng ta nẹp chỉ vàng ở đây. Và đây là nhựa nha, nhựa giả đá thôi chứ không phải là đá đâu. Thì ốp tường ở phía ngoài phòng khách của chúng ta cũng vậy đó các anh chị, cũng tương đương luôn. Phòng ngủ và phòng khách cũng là ốp tường nhựa giả đá. Đây là những cái này gỗ xoài của chúng ta ha. Đây còn bên tay trái của chúng ta đó là nhà vệ sinh chung nha. Tại vì chỉ có một nhà vệ sinh nên sẽ bố trí ra bên ngoài. Thì chúng ta sẽ có bồn rửa tay này các anh chị, bồn rửa tay ở đây ở ngoài, còn nhà vệ sinh sẽ nằm ở bên trong cái cửa. Thành ra khi mà chúng ta đi nhà vệ sinh bên trong thì những thành viên khác có thể rửa tay đánh răng ở bên ngoài này. Rồi tiếp theo đó là khu vực phòng ngủ thứ hai. Các anh chị, phòng ngủ thứ hai thì đơn vị này là bên vị nội thất là đã làm cái phòng làm việc luôn cho mình như thế này. Đó. Thì đây là cái phần loggia. Loggia là để giặt đồ, phơi đồ ngoài đây nha các anh chị. Chúng ta sẽ làm ở đây. Bây giờ chúng ta nhìn lại ra ngoài cái căn hộ của chúng ta. Nhìn là có cái sự ấm cúng tại vì cái gam màu tối đó các anh chị. Hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh thì 59m2 là tiêm tường, thì còn khoảng 54m2 là thông thủy. Thì các anh chị nào mà chúng ta vẫn không đủ tài chính mà mua những căn hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh tầm khoảng là 62-65m2 á, thì chúng ta có thể nghĩ tới chuyện là hai phòng ngủ một nhà vệ sinh cũng đủ cho mình rồi, thì chỉ có là khoảng 59m2 thôi các anh chị. Chúng ta có thể tiết kiệm khoảng 6-7m2 là cũng là khá tiền cho chúng ta ha. Đây, hiện Khoa đang nhận ký gửi cho thuê chuyển nhượng các căn hộ của phân khu Rainbow cho thuê và chuyển nhượng lại. Các anh chị nào có nhu cầu ký gửi cho thuê chuyển nhượng hay là làm nội thất thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 676655 để được tư vấn thêm. Khoa sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram, WhatsApp. Và hiện là Khoa đang nhận booking cho phân khu Origami S6 và S10, dự kiến là sẽ mở bán trong vòng khoảng 2 đến 3 tuần nữa. Sẽ là giá chắc chắn là sẽ cao hơn những phân khu trước S7, S8 và S9. Thì S6 và S10 sẽ là mắc hơn, vì có công viên nội khu rất là lớn cùng với những tiện ích như hòn non bộ, hòn cảnh, cây kiển, đặc biệt
là sẽ có hai cái hồ cát koi rất là lớn nha các anh chị. Và tiếp theo đó là Khoa cũng đang có cái rổ hàng phân khu nhà phố Manhattan và Manhattan Glory, hiện đang vẫn còn những cái căn hộ khá là, những căn nhà phố khá là đẹp. Đặc biệt là chủ đầu tư Vin đã giữ lại, và giá là chúng ta là giá của chủ đầu tư nha, không có mua chênh lệch. Nếu mà các anh chị muốn mua chênh lệch là sẽ có cái rổ hàng mà chuyển nhượng riêng từ những cái đợt đầu tiên của Manhattan, đa số là Manhattan sẽ được chuyển nhượng lại. Tới đây là Khoa xin tạm ngưng video clip ở đây. Các anh chị nào có nhu cầu ký gửi cho thuê, chuyển nhượng hay là làm nội thất, hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979676655. Nếu mà các anh chị thấy kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtor hữu ích cho mình, xin vui lòng đăng ký nút subscribe bên dưới để theo dõi các video clip tiếp theo. Khoa sẽ cập nhật tiến độ của dự án cùng với những căn review thực tế căn hộ Rainbow Vinhomes Grand Park quận 9. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.